Hello, xin chào các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn con cá lóc nha. Cá lóc này ở trong ao sen như là thiên nhiên mất. Cá thì tầm 4,5 kg, 5 kg. Khỏe mạnh. Chân mà trời pháp thì cái lìa cái chân ra. Cái này nó táp chắc sức tay thiệt quá ta. Ngày 4,5 kg nè. Ôi vậy. Ghê quá, nó táp xích tay thôi. Quá trời cái đầu. Chơi gì mới là cá chứ. Trời ơi, nó cứng. Trời ơi, trời ơi. Tôm lại bằng cá nè con. Thank you.
tới giờ đó con hết ổn vào cũng sợ đó. Tao nhớt giữ thịt cho vậy nó sống dài nhớt ghê hồn tao còn tiếp luôn. Cái luôn chết mất giữa đất đó không vừa chết nè hả khách cái hàm mình da móng tay luôn vậy được rồi ha. Trời hết cái này cắt không được cắt vô không nổi nữa để gì hết luôn không rồi trời ơi cắt ra chứ làm 4-3 phút cũng được chứ cắt làm 4-3 gì mới được. Cắt ra mình cắt ra, cắt ra là làm 3 khúc, 4 khúc. Cái đầu nó làm gì vậy ta? Hấp luôn. Hấp luôn hả? Làm gì vậy? Đầu nó đẹp. Nhất gì nó không dài nhất, ghê nhất. Nhất thì mày lấy cái phèn mày chà nó. Hả? Phèn á. Giáp. Giáp. Mày có tính giấm này lên. Ủa cái giấm đi. Tao được biết đâu. Tao biết đâu. Lúc yếu tao làm nổ gì vậy nha. Bây giờ chế giấm rồi. Chưa mở bụng mà. Giám đốc, phó giám đốc nè. Cái đó cắt cuộc, rút khỏi lỗ bụng là cắt đầu rút cuộc, cái lỗ bụng là nó dở nè. Nè mình sẵn tay làm luôn đi. Giám đốc. Giám đốc đang chế giấm. Giám đốc đang chế giấm. Nó cà cà la bát sờ quý xe đền thị điện thị điện giám đốc thị điện. Rồi nha, tôi đi mua đồ cho mấy con gà tôi nó quốc sáng. Mần con cá xong rồi bệnh luôn. Để tư nè, rửa sạch vậy tư, cắt ra. Để nếp ăn cửa cuối. Chế miếng giấm vô là nó tan nhớt. Này, này mua cái lưỡi cưa sắt cưa mới vậy ơi. Chẳng cắt. Lỡ cái chân mạnh với mình. Hả? Lỡ cái chân mạnh với cái nhớ. Mà có tay là cái chân nước nè đây này đây đó. Cái chân, cái chân nước nè lỡ biết rồi. Có miếng lỡ chân. Đây nè. Đó. Chân này thì hết cũng nổi rồi đó. Thôi vậy đi. Sao lại nổi? Vậy rồi. Cắt ra ha. Cắt ra mình khó mà cắt hết cái xương đứt nha. Lấy cái bỏ lên thớt á. Vậy lấy cái đồ cái đồ đập miếng đá gì vậy? Vừa ấy cái dao vừa cái ấy xuống như, giống như ấy cái cây vừa cuối bự á. Đó. Rõ. Cứng quá bạn ơi. Chết luôn rồi đó. Qua cái mình lấy cái dao mình gặp cái cây dao vàng của mình thấy gì bán hơn cây dao đó, đó. Dao đó chưa mài. Thái thịt nè, thái vịt nè.
Wow, thịt nó chắc thiệt kìa. Thấy thớ thịt không? Trời. Thịt nó ngon. Thịt gì mấy ấy á. Mấy cái gì mà hấp nổi. Mặt vào luôn. Mở hết. Đó. Cứa kìa. Nó ruột ăn cái là xỉu luôn. Trời ơi, cái ruột, mình ăn cái ruột cái mày non. Ừ. Chán rồi. Ừ. Con ruột nữa, con ruột có chuyện ký. Ruột. Quá trời ruột đó. Cái gì đó mà rắc nổi trời. Đó đó. Đó. Ngọc đẹp quá. Đẹp. Mà vợ dư. Nếu mà mình mặn món gì vậy gì ba? Cá chân tương. Nấm đồng cô. Gia vị chuẩn bị là gồm những gì đầu bếp? Tương hộp. Tương hộp đâu? Tương hộp. Nấm tàu. Nấm tàu. Nấm đồng cô. Nấm đồng cô. Củ hèo. Nấm mèo. Củ sắn, củ hành. Củ sắn và củ hành. Nấm đồng cô. Nấm đồng cô. Củ hành. Dính vô ha. Cá quá. Dạ Ngọc. Vĩnh Kỳ nó nói gì con? Bây giờ chém chém hả? Để bà ba chém nó nghe. Không muốn không? Nghe sao giờ? Không muốn không? Muốn sao? Muốn sao? Like a star in the sky, I'm a
Space calling us to fly away.
with you. I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you, are you, are you? I've been flying from town to town.